về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Hello everybody, cô xin chào tất cả các con và xin chào mừng tất cả các con quay trở lại với lớp học của chúng ta ngày hôm nay. Không biết là các bạn có nhận ra không, nhưng mà đây cũng là bài tập cuối cùng mà chúng mình đồng hành với nhau trong cuốn sách English 2 Family and Friends mất rồi. Không biết là các con có buồn không nhỉ? Chứ còn cô thì cô thấy hơi buồn một chút đấy. Nhưng mà thôi, không sao, chúng mình vẫn còn bài ngày hôm nay với nhau, đúng không nhỉ? Nào, vậy thì từ hôm đến giờ mình đã cùng nhau làm quen với phần culture rồi đúng không? Và bây giờ mình hãy cùng nhau ôn tập lại một lượt tất cả những cái kiến thức mình đã học ở phần này, đúng không nhỉ? Đầu tiên thì mình đã học về countries and flags, là cụ thể mình học về 5 quốc gia, cùng có Vietnam, the USA, Switzerland, Korea and Thailand. Đó là Việt Nam, Hoa Kỳ, Thụy Sĩ, Hàn Quốc và Thái Lan, có đúng không? Và tiếp theo thì ở country số 1 mình đã được học về pets in Thailand, là những cái loài vật nuôi ở Thái Lan. Nó cũng tương tự với lại những cái loài vật nuôi ở Việt Nam mình thôi, đúng không? Bài thứ 2 là Tết Holiday in Vietnam, là cái ngày Tết truyền thống của Việt Nam, cái ngày lễ Tết của Việt Nam mình. Thì mình cũng đã được học về những cái vật rất là quen thuộc đối với lại cái ngày Tết truyền thống của mình rồi, đúng không? Tiếp theo đến với bài Country số 3, mình có Sport in the USA, là những cái môn thể thao ở nước Mỹ. Thì mình đã làm quen với 4 môn thể thao là bóng chày, bóng rổ, khúc côn cầu và cầu lông, đúng không? Và tiếp theo đến với Country 4, mình học về Toys in Vietnam, là những cái đồ chơi ở Việt Nam. Thì mình đã được học về 4 loại đồ chơi đó rất là truyền thống đối với người Việt Nam mình, là tò he, kite là diều, board game là những cái trò chơi bàn cờ và doll là búp bê. Và đến với cái phần country gần nhất mà chúng mình được học là walking in Switzerland, là đi bộ ở Thụy Sĩ. Thì mình đã được học về những cái gì mà mình cần chuẩn bị cho một chuyến đi bộ. Và mình có những cái từ là mountain là núi, jacket là áo khoác, boots là và backpack là ba lô, đúng không nhỉ? Vậy thì mình hãy để ý cho cô một chút, và không biết là có bạn nào thấy có điểm gì đặc biệt ở những cái bài country này không ta? Cô gợi ý nhá, nó sẽ liên quan đến những cái quốc gia mà mình được học ở phần countries and flag phần đầu tiên đấy. Mình để ý là tất cả những quốc gia đều có một cái chủ đề liên quan rồi, đúng không? Nhưng mà ngoại trừ một quốc gia duy nhất. Và chúng mình có phát hiện ra đấy là quốc gia nào không? Đó là đất nước Hàn Quốc, có phải không nhỉ? Và đến với bài học ngày hôm nay của chúng mình hãy cùng nhau đến với Country 6. Và mình sẽ được làm quen với breakfast in Korea, là bữa sáng ở Hàn Quốc, được không? Nào, bây giờ hãy cùng cô bắt đầu bài học ngay và luôn nhé. So, let's get started. Vậy là ở bài tập đầu tiên thì chúng mình sẽ có listen, point and repeat, là mình sẽ nghe, chỉ và nhắc lại. Đầu tiên mình hãy cùng nghe trước nào. Listening 107. Listen and point. Egg. Rice. Soup. Meat. Vậy là mình đã vừa nghe băng đọc tất cả những cái từ này rồi, và mình có thấy cái từ những từ này đều rất là quen thuộc không nhỉ? Nó đều là những cái từ mà chúng mình đã được làm quen ở những cái unit trước hoặc là những cái phần fluency time trước rồi, đúng không? Và đồng thời thì đây cũng đều là những cái món ăn nó xuất hiện rất là quen thuộc, không chỉ trong bữa cơm của người Hàn Quốc mà trong rất nhiều những cái quốc gia khác ở châu Á mình nữa, phải không nhỉ? Đầu tiên thì mình có egg. Egg là trứng, đúng không? Trứng. Rice là cơm. Soup
mình có canh phải không? Canh. Và cuối cùng mình có meat là nấm. Cô xin lỗi, meat là thịt. Thịt. Vậy thì bây giờ mình sẽ nghe lại một lần nữa và mình sẽ lần lượt mình chỉ vào những cái bức tranh này để xem là băng đang đọc về bức tranh nào, được không? Tại vì cô thấy là cái từ này nó đều rất là quen thuộc với chúng mình rồi. Ok, và nếu mà có thể thì mình hãy cùng đọc lại theo băng luôn nhé. Soup. Soup. Rice. Rice. Meat. Meat. Egg. Egg. Listen. Ok. Vậy là mình đều đã chỉ được và đọc được rồi đúng không? Và bây giờ cô muốn chúng mình luyện tập thêm một lần nữa để có thể chắc chắn hơn về tất cả những cái từ này, để mình ôn tập ấy, được không nhỉ? So bây giờ chúng mình sẽ listen and repeat, ok? And repeat. Egg. Egg. Rice. Rice. Soup. Soup. Meat. Meat. Ok. Vậy là chúng mình đã vừa nghe, đọc và hiểu được nghĩa của tất cả những từ này rồi. Chúng mình đều đã hoàn thành bài tập số 1 cùng với nhau một cách rất là dễ dàng đúng không? Vậy thì bây giờ hãy cùng cô đến với bài tập số 2. Ở bài số 2 này chúng mình sẽ có listen, read and point, là nghe, đọc và chỉ vào tranh, được không? Nào bây giờ trước hết thì hãy nhìn vào bức tranh này trước nha. Nhìn vào bức tranh này trước thì mình hãy đoán xem là cái bài của chúng mình sẽ nói về cái gì nhỉ? Mình sẽ nói về bữa ăn của gia đình này, đúng không? Mình sẽ nói về bữa ăn của gia đình này. Còn để xem là đây là bữa ăn nào trong ngày, bữa sáng, bữa trưa hay bữa tối, và trong cái bữa ăn đấy chúng mình có những cái món ăn gì, thì hãy cùng cô đến với bài tập tài số 2 này luôn nhé. Listening 108. Listen, read, and point. For breakfast, I eat eggs, rice, and meat. I love soup too. Chúng mình đã vừa nghe xong lần thứ nhất của bài này rồi. Và không biết là chúng mình có nghe thấy những cái từ nó rất là quen thuộc không nhỉ? Cô có nghe thấy đấy. Đó là những cái từ mà chúng mình đã được nghe và được học cũng như là được đọc ở bài tập số 1 rồi. Và bây giờ thì trước khi mà mình giải nghĩa của cái câu này thì mình hãy cùng đọc. Và sau đó cô muốn chúng mình nghe lại một lần nữa. Và khi mà chúng mình nghe thấy cái tên món ăn nào thì chúng mình hãy giúp cô chỉ vào món ăn đó ở trong tranh nhé. Nào, đầu tiên là chúng mình cùng nhau đọc cái câu này trước, được không? For breakfast, I eat eggs, rice and meat. I love soup too. Được chưa? Mình đã... Nào, cùng cô đọc lại nhé. For breakfast, I eat eggs, rice and meat. I love soup too. Nào, bây giờ thì đến lượt mình sẽ nghe và mình sẽ chỉ vào những cái món ăn mà được nhắc đến ở trong cái bài này, ok? Listening 108. Listen, read, and point. For breakfast, I eat eggs, rice, and meat. I love soup too. Chúng mình đã chỉ được chưa? Cô tin là hầu hết các bạn đều đã làm được rồi, đúng không? Nào vậy thì bây giờ hãy cùng cô dịch nghĩa cả cái câu này ra nhé. For breakfast. Đầu tiên, breakfast là bữa gì nhỉ? Cô đã nhắc từ này ở cái tiêu đề bài rồi. Breakfast là bữa sáng, đúng không? Vậy ở đây, for breakfast thì chúng mình sẽ dịch là cho bữa sáng. Thì I eat eggs, rice and meat.
thì tôi ăn. Ăn gì nhở? Trứng, cơm và thịt, đúng không? I love soup too. Ở đây thì mình có từ too là cũng. Cũng, tôi cũng thích hoặc tôi cũng yêu, tôi cũng rất thích. Cái gì? Soup là canh, đúng không nhở? Vậy cả câu này mình sẽ dịch là: cho bữa sáng thì tôi ăn trứng, cơm và thịt, tôi cũng rất thích canh. Được chưa? Vậy là chúng mình đã vừa cùng nhau hoàn thành bài tập số 2 rồi. Well done everybody! Nào bây giờ mình hãy cùng nhau đến với bài tập số 3. Ở bài tập này mình có draw your favorite breakfast and say. Ở bài tập này mình sẽ được yêu cầu hãy vẽ ra bữa sáng mà mình ưa thích và sau đó là nói. Ở đây cô có một cái ví dụ nho nhỏ rồi. Là trong tranh thì các con có thấy là cô đã vẽ cái gì không nhở? Cô đã vẽ một quả trứng cũng như là một bát cơm, đúng không? Và có một cái câu ví dụ là I eat rice and eggs. I like rice. Thì cái này mình sẽ dịch thế nào nhở? Nó tương tự với lại là cái câu ở bài số 2 mà mình đã được học đấy. Tôi ăn cơm và trứng. Tôi thích cơm. Đúng không? Vậy thì bây giờ cô sẽ cho chúng mình một phút để chúng mình có thể viết ra cái món ăn sáng mà chúng mình thích và sau đó chúng mình hãy nói với cô nhé. Còn phần vẽ thì cô sợ là thời gian ở trên lớp của chúng mình sẽ hơi thiếu một chút. Vậy nên là cô hy vọng là khi mà các con xem xong bài tập bài học ngày hôm nay thì các con có thể vẽ lại cái bữa sáng ưa thích của chúng mình và nói không chỉ cho cô mà cho cả gia đình của mình nghe xem là bữa sáng ưa thích của chúng mình là những món gì, được không nhở? Nào bây giờ một phút của chúng mình bắt đầu. Chúng mình đã hết một phút rồi. Và bây giờ không biết là chúng mình có thích món ăn gì của bữa sáng nhở? Vậy để cô thử nói trước nha. Nào, cô thì bữa sáng cô sẽ thích ăn cơm và thịt. Thì cô sẽ nói thế nào nhở? I eat rice and meat. Trong đó thì cô thích thịt. I like meat. Được không? Thì ở bài tập này thì cô cũng rất là hy vọng có thể được đọc những cái món ăn mà chúng mình ưa thích ở dưới phần comment, bình luận ở phía dưới video. Và cô cũng hy vọng là chúng mình có thể mở rộng cái vốn từ hơn ra so với lại là những cái món ăn mà cô đã giới thiệu về bữa sáng của người Hàn Quốc. Nếu mà được thì mình có thể tìm hiểu xem là người Việt Nam chúng mình ăn sáng những món ăn nào. Ví dụ nha, ví dụ là mình có ăn bánh mì với cả là trứng chẳng hạn, thì mình có thể là I eat bread and egg. Thì trong đó mình thích trứng, I like egg. Đơn giản vậy thôi nha. Thì đấy sẽ là một cái bài tập nhỏ nhỏ về nhà cho chúng mình, là chúng mình tìm hiểu thêm một số những cái từ liên quan đến bữa sáng, không chỉ của người Hàn Quốc mà cả của người Việt Nam. Và mình hãy viết theo như là cái ví dụ mà cô đang để ở đây vào phần comment bình luận cho cô biết là chúng mình thích bữa sáng gì và
mình hãy nói về những cái món ăn mình ưa thích đó bằng tiếng Anh với lại bố mẹ hoặc là các thành viên khác trong gia đình của mình nhé, được không nhở? Vậy là bài tập ngày hôm nay của chúng mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Rất là cảm ơn tất cả các con vì đã chú ý lắng nghe. Và hy vọng là có thể gặp lại các con ở những cái bài học hoặc những cái cuốn sách tiếp theo, được không? Thank you and wish to see you all again. Goodbye. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.